chào các bác, các chú chị. Cuối ngày giờ đi làm về, nhưng mà không có một ngày mà không có video mà khoe các bác là khó chịu lắm. Không, nói đúng hơn là không có cái cây nào khoe các bác là khó chịu lắm. Thì và chứng tỏ là mình cũng đang chưa có thêm những cây mới các bác ạ. Đấy, thì hôm nay quyết định làm ông này, lá liếc già hết rồi. Rồi lá liếc cũng già hết rồi, cắt được rồi. Đây cút thì cũng không ưng cái lối vòng ngòn này cho lắm, nhưng mà thì cho nên là cắt đi thôi. Đấy, cũng lại một cây xi trực nữa, nhưng mà xi tía, trong buổi xi cũng đỏ bác nhé, xi tía. Và tính có thể sẽ bỏ cái rễ này đi, bỏ cái rễ này đi lại như vậy, thu ngắn những cái tay cút này lại các bác. Và khoe với các bác là vừa được kỷ niệm cái tiết kiệm này, cầm tay rất là chắc, tay rất là ưng các bác, mà ngắn ngắn này hơn 2 triệu bạc các bác, 2,5 triệu đấy. Đấy, hàng cũ, hàng đúc, hàng bãi đấy, nhật bãi này. Cầm phát là thấy sướng luôn. À, những cái keo khác thì cầm nó không sướng tay, lưỡi liếc của nó rất là khít, vẫn còn rất là khít. Đấy các bác nhìn, độ sắc thì không nói, vì là nó là thép đúc thì các mài vô tư. Đây là đây, rất là bóng bẩy và chắc chắn. Ông anh đang tặng một cái này 2,5 triệu và cái đục này, mới thêm cái đục này cũng hàng nhật này. Đấy, à thêm vào cái này nữa, cái này để cao đất. Đấy, dĩa khách sạn 5 sao đây các bác. Sướng nhất là cái con này, sướng nhất con này. Đấy, cắt thì cầm vào tay đã thấy sướng, cắt đúc đúc làm thủ công của các bác rèn mà. Đấy, thì bây giờ quay trở lại cây này để chiến cây này các bác nhá. Đấy, cây này thì chủ cũ của nó vào dây nó cứ lằn ngoằn này các bác. Thực tế mà nói thì vào dây không phải là một cái phương pháp xấu, mà là cái cách người ta làm chưa đúng thời điểm, hoặc là chưa đúng cái thực tế là cái ý của em cho lắm. Thì đúng hơn vì là mỗi người có một cách nó làm cây mà, mình cũng chả là thầy là thợ của ai. Có điều là có những cái kinh nghiệm riêng thì mình muốn nói như vậy, tức là cái mong muốn của mình là cái chi thì tay cành sơ cấp ấy, tức là cái tay cành mà chính sau này sẽ phân nhánh chi răm ấy, thì nên không phải nên, mà em thiên về thích cắt giật hơn. Đấy, còn chi răm sau này thì lái cành như cái thì có thể vào dây một cách vô tư cũng không vấn đề gì cả. Còn cây này thì thực tế là phải cắt đi thôi, loằng ngoằng quá. Chiến rồi, thử cái kìm này phát các bạn, thử cái kìm này phát. Em cắt sơ cái cho các bác nhìn cho nó rõ, xong em sẽ cái thu ngắn vào trong sau. Đầm tay lắm, đầm lắm. Quặc biết để làm gì. Phê phết đấy các bạn, cắt xuống lắm. Cắt nó không bị dập ở những cái dưới cái chỗ này đâu, nó không bị dập. Chắc chắn lắm. Tưới
Đấy, thử kéo là cũng thấy sướng lắm, sướng lắm, nặng, nhìn cái này nặng, chắc tay lắm. Để kéo là ổn này, xịn này, đồ tốt này. Cái cây thì cây nó cũng cứ phôi bình thường thôi các bác, phôi bình thường thôi, chứ không có cái gì nó ghê gớm đâu. Thì em đang muốn thu ngắn lại để sau nó rụt rịt hơn nữa thôi, chứ giờ nó cũng chưa có gì nhiều để hứa hẹn với các bác cái cây này cả. Để em xử lý luôn cái rễ này, nó đang bị rất là chướng. Cả cái dây dưới này các em không thích cái dùng cái đoạn này, mặc dù cái chỗ này nó đang thiếu chân. Nhẹ một chút để phân tách cái chỗ này ra, nhìn nó đỡ bị dính hai cái rễ này chồng vào nhau. Cái cảm xúc của giác của em thế chứ chẳng có kỹ thuật gì đâu, đục theo cảm hứng mà. Chỗ này làm nhát để sau nó móc cái bệ ra đây.
Đấy các bác, đơn giản như vậy thôi. Cây này cũng chưa có gì nhiều để thi triển cả các bác. Thực tế là tôi muốn chia sẻ với các bác một số cái cách làm của mình thôi, của tôi thôi, với lại cái bởi vì cũng đã được kiểm chứng, mặc dù nó có thể chưa phải là cái cách làm tốt nhất, mình còn làm sao so được với các cái lão làng được, nhưng mà có điều là mình có những cách làm nó đã thành công và nó đơn giản đối với anh em chơi, nó không quá cầu kỳ. Nhất là ví dụ cái chỗ này tôi muốn ra một cái bê rễ, những cái rễ ở đây thì tôi đục nhẹ một phát ở đây thì sau ở trên những cái mép này nó sẽ phun ra rất là nhiều, đặc biệt là xi nhá các bác, dòng xi nhá. Xi thì chắc chắn là phun ra, ví dụ như này, nhưng mà xanh thì chưa chắc nhá. Xanh có thể phun nhưng mà nó sẽ yếu hơn là xi. Ví dụ tôi muốn có một cái bể đây, tôi sẽ đục nhẹ phát đây, kiểu gì nó sẽ phun dễ ra đây. Xi mà các bác, đây, thậm chí ở trên khô này nó cũng có, nhưng mà xanh thì rủi ro hơn, xanh thì chưa chắc. Đấy, xanh thì có kỹ thuật ủ ẩm vào đấy thì mới ra, nhưng mà thực tế xi là rất là dễ. Đây, trên này khô cằn nó còn phun nó dễ rồi các bạn ạ. Đấy thì mà cũng là một cây trực khá là lùn, trực khá là lùn. Đấy mặt này nó khá hay, mặt này nó khá là hay. Giá và cái tay này nó mạnh hơn, mà cái này nó ngắn lại là một cây trực hoành thì khá là nổi cộm ấy. Khá là nổi cộm này, quỳ như này xuống thì cũng khá là nổi cộm, có thể sẽ phải thu ngắn đến đây. Nếu mà thế thì những cái khẩu ngọn chỉ khoảng thu ngắn đến đây thì sẽ được một cây nó trục hoành, nó khá là ưu biếu và ghê gớm đấy. Đấy tiếng này nó hơi thiếu chút thì sắp có bệ rồi, vừa xử lý rồi. Đấy dòng xi chơi nó vui ở dưới mà con. Rồi vậy thôi các bác, cảm ơn các bác theo dõi nhé, hẹn các bác ở những cái cây mới nha.